Nhân kỷ niệm 50 năm ngày ký hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Liên bang Nga đã có cuộc trò chuyện thú vị với ông Viktor Alexeyevich Petrov, nguyên là thành viên Ủy ban Đoàn kết Á-Phi và Ủy ban Xô Viết ủng hộ Việt Nam, trực thuộc Đảng Cộng sản Liên Xô từ năm 1973 đến 1991, một người hết sức thân thiết với nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên trưởng đoàn đàm phán Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Nguyễn Thị Bình. Trong cuộc trò chuyện thân mật, ông Petrov bày tỏ niềm tự hào và ấn tượng khi nhắc lại những sự kiện ủng hộ Việt Nam ở Liên Xô và trên toàn thế giới, trong đó có việc thành lập Ủy ban Xô Viết ủng hộ Việt Nam, hỗ trợ cho cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế. Tôi đã tham gia nhiều phong trào ủng hộ các nước, tuy nhiên quy mô của phong trào ủng hộ Việt Nam là chưa từng có. Đó là một phong trào hết sức lớn lao và lan rộng trên toàn thế giới. Mỗi người dân Liên Xô, trước đây là các đảng viên cộng sản, mỗi sáng thức dậy cần nghĩ họ cần phải làm gì cho Việt Nam và làm gì hơn nữa để ủng hộ Việt Nam. Kể lại những kỷ niệm của mình với nguyên Bộ trưởng Ngoại giao, nguyên trưởng đoàn đàm phán Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Nguyễn Thị Bình, ông Petrov cho biết ông bắt đầu làm việc với bà Nguyễn Thị Bình trong năm 1973. Hồi đó, các đoàn đại biểu Việt Nam phải đi qua Moscow để từ đó đến Paris tham gia đàm phán. Nhờ thông thạo tiếng Pháp, ông đã tháp tùng bà Nguyễn Thị Bình tham gia các hoạt động tại Liên Xô. Tôi cho rằng bà Nguyễn Thị Bình là người phụ nữ vĩ đại. Đương nhiên trong tôi vẫn lưu giữ những cảm xúc tốt nhất về bà ấy. Ở Moscow, bà Bình liên tục tiến hành các cuộc hội đàm. Lịch trình mỗi ngày của bà Nguyễn Thị Bình luôn dày đặc. Bà là người nhiều lần gặp gỡ các nhà lãnh đạo hàng đầu của Mỹ. Nhưng với Henry Kissinger, bà đã ở đó hàng tháng trời để chuẩn bị cho Hiệp định Paris về Việt Nam. Ông Petrov cho biết ông thực sự đã gặp được hai người phụ nữ có thể xem là vĩ đại nhất của Việt Nam. Ngoài bà Nguyễn Thị Bình, ông Petrov cũng đã làm việc với bà Nguyễn Thị Định, vị tướng huyền thoại của Việt Nam, trong một chuyến mời bà Nguyễn Thị Định sang Liên Xô để nghỉ ngơi và chữa bệnh.